À thế này nó đang cắt ở cái gì ạ? Ở đây vườn đào có cái mộc cao to quá, cao tầm 5 mét. Cây đào thế cổ rất đẹp. Mấy cái mộc và cái hoa hồng to rất là đẹp này. Cái mộc này. Những gốc đào cổ thụ rất là to. To lắm mà khổng lồ, gốc đào đấy, to ngang thân người. À, thế này nó đang cắt ở cái gì ạ? Đang cắt tỉa, gọi là làm cỏ. À. Làm cỏ nhưng cành nó heo, à nó ấy này. Cắt bớt đi cho nó gọn. Cắt đi cho nó đỡ ấy, cho nó sạch sẽ. Ý là cây ngày Tết này nó có cái cành nó bị chết đi. Vâng. Người ta hay kiêng. Mình lấy nó về. Vâng. Nhưng mà có những mắt là nó lên được, có những mắt không lên được thì là nó lại mà mặt mọc của mắt khác. Vâng. Thì là nó mới thành những cái cặp như này. Chỗ này lại không mọc, lại mọc chỗ này thôi, chỗ này nó này không mọc, lại mọc chỗ này cơ. Chứng tỏ đào siêu lợi nhuận ấy, bỏ lúa để trồng đào thế ăn bằng gì? Không phải siêu lợi nhuận mà bây giờ mình nên là ngày người ta cắt vâng. Không có mình sức ruột lắm thì vâng. Mình lại phải bỏ ruộng đi. Đến Tết Tết người ta bán mình lại không bán nhỉ? Ít ruộng lên một ít đào, một ít vâng. Mỗi thứ một tí. Cháu sẽ bảo bây giờ người ta có mình không ta có người ta bán sức ruột lắm. Vâng. Nhà nào cũng trồng hết. Đấy, kiểu các cháu á. Vâng. Thì
Vâng. Cái vườn kia chắc đắt cô nhỉ, vườn kia toàn cây cổ thụ to à, khiếp. Một cây bên đấy chắc phải chục triệu không ạ? À. Thế tầm dưới chục triệu đúng không? Vâng. Đâu, gốc cô đâu? À. Vườn này anh đẹp ghê đây. À, cô bán buôn à? Bán luôn. Vâng, vâng. Vườn này cô bán 1,5 triệu một cây mọi người ạ. Cây rất đẹp. Những cây này mang lên thành phố bán chắc được vài triệu một cây này. Ơ sao chú vặt cả hoa đi? Cái này nó sắp tàn mai này. Vâng. Đúng rồi, cũng không để được thật. Để chở nó rung nó cũng rụng mất đấy mà. Vâng. Đấy, thế nên là phải vặt ở chỗ đấy. Còn những cái lụ là mình chơi Tết là những cái lụ này này. Đây này. Vâng. Đen đen còn lâu rồi, về lở hết, nâu mới hết. Thế thế nào đâu? Thế là bán cả vườn luôn cho bán cả vườn. Thế là người ta tự đánh à? Hay... cô phải đánh nhá, đánh lên thôi, người ta tự chở đúng không? Những cây to lên thành phố này bán hơn 2 triệu, 3 triệu ngay. 2, 3 triệu nó cần cô là bán đây cho nó 3 triệu lên này. Nhưng mà những cây bé thì nó hòa, nó chỉ hòa thôi thì nó chỉ ăn ở cây to thôi cháu ạ. Vâng. Đúng rồi, cây bé là lấy hòa, vài cây to là ăn. Này rất nhiều đào. Nhưng mình cũng thích hồng phai hơn. Thì cái thân bộ dây bóng này là để người ta để sang năm người ta cắt rồi. Sang năm người ta lại ghép tiếp.